Alo, chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với Quyền Hàng Bãi Thang Máy Bắc Ninh. Hôm nay em lại làm video. Sau 3-4 ngày nghỉ có công việc nha các bác, em sẽ lại làm video giới thiệu đến cho các bác ít hàng. Thì em cũng có săn được một ít hàng nha các bác. Đó, sau mấy ngày thì bây giờ thì em sẽ giới thiệu đến cho các bác thì hôm nay nó có những cái hàng gì nhé các bác. Thì lời đầu tiên trước khi vào video thì em chúc các bác có một cái sức khỏe thật là tốt. Chúc các bác và gia đình có một cái cuộc sống thực sự là hạnh phúc. Thì các bác xem được video này cho em xin một like và một chia sẻ kênh cho bác nào đăng ký kênh rồi nhé. Còn bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em xin một đăng ký kênh và bật chuông thông báo. Bật chuông thông báo thì để nhận được những cái gì. Nhưng khi mà em làm video thì các bác là những người đầu tiên nhận được sớm nhất. Còn đó là cái lợi ích khi các bác bật chuông thông báo nhé. Thì bởi vì đặc thù hàng bãi Bắc Ninh thì nó có những cái mặt hàng nó có số lượng nó ít. Đó, thì các bác xem sớm thì các bác mua được sớm. Đó, thì bây giờ em sẽ giới thiệu xem trong video hôm nay nó có những cái mặt hàng gì nhé các bác. Thì đầu tiên thì em giới thiệu đến cho các bác mấy cái con quạt lọc này. Đó, hôm nay em về được ba con quạt lọc vỏ nhôm này rất là xịn nha các bác. Ba con. Đó, sau tí em sẽ view đầy đủ, các bác về chỉ việc cắm dây thôi. Cái dây điện nó dài như này nhá. Đó, hàng hôm nay em lấy được hàng nguyên dây dài như này luôn này. Đó. Ba con nha các bác. Và ba con quạt này, em bày ra đây ba con thôi, em có đâu hình như là có 5 con. Em bày ra đây ba con. Máy bơm này em có 2 con này. Đó. Có 2 con máy bơm nhé các bác. Bơm này em cũng có 4 con này, bơm kia thì em có khá là nhiều này. Và hôm nay em về được 2 cái hộp số đổi góc nhé các bác, 2 hộp số đổi góc này, em bán giá rất là rẻ nhé các bác, rẻ cực rẻ luôn đấy. Đó. Và chỗ này thì là một ít mấy cái thanh đèn led dài 1 mét này. Chỗ này là một đống nam châm điện này. Đó, một đống to nhé các bác, sau tí nữa em view. Chỗ này là mấy cái trục bộ trục combo trục Z này. Em cái bộ cái khung trục Z nhé, còn này là một bộ ly hợp từ này. Chỗ này là những cái chốt cửa bằng nam châm điện nhé các bác, sau tí nữa em sẽ view cụ thể. Đó, chốt cửa bằng nam châm điện, hàng mới nguyên chưa sử dụng nhé, em mua được mấy thùng như này, em vẫn để nguyên đây cho các bác này. Đó, để đây cho view cho các bác. Chỗ kia thì là có một ít ốc nhé các bác, ít ốc. Sang bên này thì em có mấy cái tay màn hình này, cái này em về được một lô này, em bày ra đây ba cái thôi. Em có nhiều hơn ba cái nhé các bác. Một ít dây này, trong đó là dây ngắn, dây dài, dây mới chưa sử dụng em cũng có này. Chỗ này là một ít khóa này, một ít những cái đồ linh tinh nhé các bác. Đó, chỗ này là nguồn tổ ong này, chỗ này là van một chiều, rồi khóa nọ khóa kia khá là nhiều. Đó, tay nắm tủ gập này, bi tì này. Đó, rồi thì là em có cái này em chữa cả dán giá nha các bác. Đó, em có một sâu như này này, những cái bộ chân giảm chấn này cực xịn nha các bác. Đó, em có 6 cái này, bác nào mua thì em lấy bao tiền nhỉ, 100k đi, 100k 6 cái này nha các bác. Đó, 100k 6 cái chân giảm chấn này. Đó, chỗ này thì hôm nay em về được một ít cái nhôm nha các bác, một cái nhôm đặc biệt. Em về em từ hồi em làm bãi giờ thì hôm nay em mới gặp được cái loại nhôm này. Đây, cái nhôm nó như này này các bác này. Đó, sau tí nữa em sẽ kẹp cho các bác cái lỗ này nhé các bác, nhôm đặc này nhé. Đó, kích thước từng tấm thì em có ghi ở đây rồi, từng thanh một. Đó, các bác có thể là mua theo thanh nguyên hoặc là em sẽ cắt cho các bác nhé. Đó, có thể là cắt nó ngắn đi cho các bác theo yêu cầu của các bác, các bác mua bao nhiêu em cắt cần đấy cũng được nhé các bác. Đó, em có cần này thanh này. Đó, cái thanh dài nhất kia là nó dài 2m66 này, cái thanh ngắn nhất này là nó dài 2m34. Đó, nó giống nhau hết nhưng mà nó có thanh dài thanh ngắn. Chỗ này là một ít nguồn tổ ong này các bác này. Đó, sang đến bên này nha các bác. Sang đến bên này thì hôm nay em lên cho bác ba con xe đẩy liền. Đó, ba con. Đó, trong đó cái con này là cái con đắt tiền nhất này và không có tay nắm, để thiết kế kiểu cầm tay nắm vào đây hay sao các bác. Đó, ba con xe đẩy. Đó, một cái cân này các bác này,
Đó, một cái cân nhé các bác, một cái cân điện tử này đó, và một loạt những cái chân kê rất là đẹp nhé các bác, đó rất là đẹp. Em lên cho các bác mấy cái chân kê này, hàng rất là xịn sò. Và các bác cái này các bác có thể kê loa đài nhé, kê loa đài, kê loa đài được nhé. Về các bác có thể vệ sinh lại thêm một chút nữa, và các bác có thể là sơn cho nó một cái lớp sơn bóng á. À, sơn không màu, sơn bóng lên nhé, để nó vừa là tăng độ bóng và nó bảo vệ, nó chống han rất là đẹp. Đó, hôm nay em về được hai bộ thôi. Đó. Bây giờ em sẽ giới thiệu đến cho các bác cái cân trước nhá, tại vì cái cân nó ăn đặt ở cái vị trí này, nó đang áng ngữ này. Em bật điện lên nha các bác. Đấy, bây giờ em bắt đầu cân bắt đầu khởi động này. Đó, giá cái cân này tranh thủ nó khởi động em báo luôn là giá là 1,5 triệu nhé các bác. Đó. Giá là 1,5 triệu cái cân này. Thì bây giờ em sẽ đặt máy xuống đây để em nhấc cái mặt này ra cho các bác xem cái độ mới của cái cân này nhé. Cái cân này thì nó còn khá là mới nha các bác. Cái mặt này nó hơi khó cậy tí. Đây, các bác nhìn này. Nó mới cứng cong như này luôn nha các bác. Đó, mới cứng cong như này. Và cái cân này theo cái cảm biến nó ghi ở trên này thì là cái cảm biến cân này là nó cân được khoảng độ 150 kg nhé. Nhưng mà em cân thì em thấy nó chỉ được có tạ 80 cân thì nó báo quá tải. Thì không hiểu lý do gì, không hiểu lý do gì mà nó báo quá tải, thì là có thể là do người ta cài đặt nhé các bác. Đó, bây giờ em sẽ khởi động lại một lần nữa này. Nó có công tắc ở đây này các bác này. Đó, công tắc ở đây. Thì hiện tại em đang bị không có, đang kiếm chưa kiếm được cái dây nguồn nhé. Chưa kiếm được cái dây nguồn nhé các bác. Đó, cân thì vẫn hoạt động bình thường nhé các bác. Đó, em đứng lên cái này. Đó, 53,7 cân. Ui, dạo này em nặng ghê. Lên được 1-2 cân. Đó. Và bây giờ em sẽ đo kích thước của cái bề mặt cân này nhé các bác. Cái bề mặt cân này, kích thước của nó này, chiều này là 38 cm này. Chiều rộng này, chiều rộng là 48, à, chiều dài là 48 này. Chiều rộng là 38, và nó cao từ mặt đất lên đến đây là khoảng độ 10,5 cm. Đó. Và cái mặt đồng hồ này nhé các bác. Cái mặt đồng hồ này của nó kích thước là 25 nhân với 15. Đó, đo áng áng thôi. Và nó cao. Cái mặt đồng hồ này nó cao là 79 cm này. Đó, 79 cm này các bác. Đó, nó cao 79 cm. Nó đến từ cái thương hiệu này nhé các bác. Để em tắt đi. Em tắt đi, em nhấc ra đây để cho các bác xem cái thương hiệu của nó này. Tắt đi cho nó an toàn nhé, tại vì em đang kiếm cái rắc này. Cái rắc số 8 này nhé các bác, em đang chưa kiếm được này. Đây, cái rắc số 8 này. Đó, đang bị mất cái rắc số 8 này. Chưa kiếm được. Cân của nó ghi là AC 220 ở đây. Và công tắc bật tắt nguồn ở đây. Đó. Đây, cái thương hiệu cân của nó là như này nhé các bác. HZB này. Đó. Đằng trước nó cũng ghi là HZB nhé. Chỗ này thì nó có thông tin ghi như này các bác, nó toàn chữ tàu à? Em không biết đọc. Đây em cho để máy nó, để cho các bác zoom lên các bác đọc giúp em với nhá. Đó. Ghi ở đây sản xuất tháng 10 năm 2020. Đó, vẫn còn khá là mới nhá các bác. Đó, cân này nhìn tổng thể xung quanh nó còn khá là đẹp. Đó. Giá con này em bán 1,5 triệu nhé các bác. Đó. Các bác về kiếm cho em cái dây, cái chân số 8 này. Và các bác phải lắp ắc quy cho nó nhé. Con này ắc quy nó chết rồi. Ắc quy để lâu cái này nó 1-2 tháng là nó chết luôn nhé các bác. Cái giống bình ắc quy là nó thế. Đó, nếu mà các bác muốn xài lâu, các bác độ cho nó một cái độ cho nó cái cục pin ấy thì nó được lâu. Độ cho nó cục pin thì nó được lâu nhé các bác. Đó. Nó vừa bền mà nó lại vừa bền và dùng được lâu. Tiếp theo em giới thiệu đến cho các bác mấy cái chân này. Đầu tiên này em giới thiệu hai cái chân vừa nhôm vừa sắt nha các bác. Đây, đầu tiên là cái chân này. Đó, cái chân này. Cái trụ này là bằng nhôm, cái còn hai cái mặt này là bằng sắt. Cái trụ đầu tiên là kích thước là cao 13 cm bản 7 phân. À đâu, em đo lại nhé.
Em đo lại cho các bác này. Chiều này là 13 này, chiều này là 7 này. Và chiều này là 13,5 này. Đó, nó cao 13,5. Đó, hai mặt giống nhau, giá 90k. Đó, cái mặt này các bác có thể lợi dụng mặt nào xuống cũng được nhé. Mặt này nếu mà các bác cần 4 chân thì quay mặt này lên trên, mà cần 2 chân thì quay mặt này lên trên. Đó, rất là tiện. Đầu tiên là con này, giá 90k. Đó, em bỏ ra kia này nhé các bác. Con thứ hai. Đó, con thứ hai cũng một mặt bằng nhôm, một mặt hai mặt bằng thép và cái trụ ở giữa bằng nhôm. Kích thước em đo nhé các bác. Chiều này 15,5 này, chiều này 7 này. Đó. Cao là 13 nhé các bác, cao 13. Mặt dưới này đây. Mặt dưới này là 19,5 và 9 nhé các bác. Đó, 19,5 và 9 và cái hộp nhôm này là hộp nhôm 4x8 nhé các bác. Hộp nhôm này là 4x8. Đó. Cái trụ này em bán giá là 120k này. Đó, thép này thì nó dày khoảng độ 1 phân đến 1 phân 2 nhé các bác. Quên em không cầm thước kẹp, thế em đo áng áng nhé, là nó khả năng nó cũng ra. Cái thép này nó dày 1 phân 2 nhé các bác. Thép này dày 1 phân 2, đó, toàn bộ thép là dày 1 phân 2 hết. Tấm này cũng thế này. Tấm này thì là bằng thép hết nhé các bác. Mặt trên này là kích thước 15 x 9 này, cao 14cm. Mặt dưới của nó này là 18 x 9 này. Đó. Và cái trụ này của nó nhé, em đo cho các bác cái trụ này. Cái trụ này của nó là một chiều này là 9 phân rưỡi này. Chiều này là 2cm, dày 2cm. Đó, cũng mặt trên 2 lỗ, mặt dưới 4 lỗ này. Các bác dùng thế nào cũng được nhé các bác. Đó, cái hàng này là hàng lắp ghép. Đó, có 3 con ốc bắt ở đây, 3 con ốc bắt ở đây nữa. Toàn bộ hàng này là hàng lắp ghép hết nhé các bác. Cái chân này em bán 170k nhé các bác. Đó, 170k. Cái chân tiếp theo là cái chân này. Nặng hơn, khủng long hơn này. Kích thước là 16,5 x 9 này. Cao 14,5cm. Đó, mặt này là 16,5, mặt này là 9 này. Cao, tổng chiều cao là 14,5cm. Mặt dưới này của nó là 18 x 9 này. Đó, mặt này là 18 x 9 nhé các bác. Và cái trụ này là 10 x 2,5 nhá, nhân 2cm nhé. Cái trụ này mặt này là 10cm này, mặt này là dày 2cm này. Mặt của nó cũng dày 1,2cm nhé các bác. Đó. Các bác ngắm kỹ một chút nhé. Đó, nhìn thấy chưa? Ui dồi, tí rời nó nặng quá. Bằng thép trắng nha các bác. Giá 200k. Đó. Và cái cuối cùng là cái này. Đó, mặt của nó là 12 x 7 này. 12 x 7 này. Cao 18cm. Đó, chiều cao là 18cm. Cái trụ này của nó cũng là bản 10 x 2. Đó. Bề ngang dày 10cm và độ dày của nó là 2cm này. Độ dày này là 2cm, bản này là 10cm. Đó, nó cũng có hai mặt trên và 4 lỗ ở dưới này và 2 lỗ ở trên như này. Giá cái trụ này em bán là 120k nhé các bác. 120k một cái này. Đây, để đây cho các bác chụp hình này. Đó. Tiếp theo em quay sang cái em có hai cái bộ này nhé các bác. Hai cái bộ này, hai cái bộ em gọi là mặt máy này để các bác kê đồ hoặc là các bác có thể kê loa được nhé các bác. Đó. Thì đầu tiên em sẽ đo kích thước đã nha các bác. Kích thước của nó là 30 x 30 này. Đó. Vuông 30 x vuông 30 hết nha các bác. Đó, cái nào cũng thế này. À, cái này là 32 cơ. Bộ này là 32 nha các bác. Bộ này là 32 x 30 này, chiều này là 32 này. Chiều này là 30. Thôi đây em để view từng bộ một nha các bác, view bộ này trước. Đó. Thì các bác để ý nhé, hàng em tháo ở máy nó về nào em bán thế nhé. Thì cái bộ này này, cái bộ này duy nhất có một cái chân này không hiểu lý do gì mà nó lại ngắn hơn các chân khác. Đó, cái trụ trên này nó ngắn hơn đây này, cái trụ này. Nó ngắn hơn cái trụ bên này nhé các bác, ngắn hơn tất cả những cái trụ kia. Cái trụ này là cái, tất cả 7 cái kia là bằng nhau, riêng cái này lại ngắn hơn. Đó, nó mới lạ thế nhé các bác. Và cái chân này của nó này, em tháo một cái ra để cho các bác xem nhé. Toàn bộ những cái chân nó đều như này hết này. Đó, toàn bộ nó như này. Ốc này để tăng chỉnh được chiều cao này. Đó. Tăng chỉnh được nhé các bác. Lồng vào đây. Bắt lại.
khi em gửi hàng đi cho các bác là em cũng phải tháo ra nhé, tháo ra đóng cho nó dễ. Đó. Thì cái mặt này kích thước của nó là 30 x 30 và nhân với 30 x 30 này nhân với 1 nha các bác, nó dày 1 cm. Cái này chắc dày 1 thì không hết được, nó phải dày 1,2 cm nhé. Em lại đo cho các bác. Đây chắc vợ em ghi nhầm rồi. Cái này chắc nó phải dày 1,2 nhé các bác. Đúng rồi, nó còn dày 1,3 ấy các bác. Nó phải dày 1,3 cm nhé các bác. 1,3 cm rất là nặng. Quên đấy, xoáy ra rồi lại đi lắp lại, chán quá. Xoáy ra để đo cho các bác nhé. Đo cho các bác cái chân này. Cái chân này thì em không tính được chiều cao đâu nhé các bác. Các bác về có thể săn siêu được cái chiều cao của nó. Đó. Thì cái chân này em chỉ đo chiều cao của cái chân này thôi. Chiều cao của cái chân này là 12,5 cm. Có nghĩa là các bác có thể là nới tối đa là lên đến khoảng độ 10 cm và cái gầm này. Đó, tối đa là 10 cm thì nó còn thò lên trên này một tí nữa. Thì em nghĩ là nó nới lên được tầm này này. Là tối đa. Đó, ví dụ như này nha, là tối đa. Đấy, nó còn thừa một ít này để xoáy gen. Đó. Các bác có thể nới cao tối đa nhé. Ồ, được 12 các bác. Thế nào mà lên được tận 12? Đó, em đo như thế này là được, như thế này là được 12 cm này. Ồ, thế vừa nãy em đo như thế nào mà vẫn 12 nhỉ? Đó. Đó. Nâng cao tối đa thì nó được khoảng độ 11 rưỡi đến 12 nhé các bác. Đấy, chưa được 12, nó khoảng độ 11 rưỡi 17. Đấy là nâng cao tối đa rồi. Bởi vì cho lên nó múp quá thì sợ em vặn nó không chặt nhé. Thì cái này em bán với giá là 500k cho một miếng này, hai miếng này là 1 triệu nhé các bác. Đó, tình trạng thì nó đây. Nhìn các bác nhìn nhé, nó có một số chỗ mà nó có thể bị xét xét một chút này. Đó. Về các bác vệ sinh lại nhé các bác. Đó, tình trạng đây. Đó. Cho các bác xem cả hai cái này. Đó. Đó, 500k một bộ các bác. 500k một bộ. Chân như này, đây là nó lung lay là do em chưa vặn chặt thôi. Tại vì em bỏ ra em vệ sinh em ấy thôi. Đó. Tiếp theo quay sang cái bộ này thì nó lớn hơn một chút nhá các bác. Chiều này thì nó vẫn là 30 này. Nhưng mà chiều này thì nó lại là 32. Đấy, 30 x 32. Đó, bộ này thì cái con ốc này thì nó lại không tròn nhá các bác. Mà người ta đã thiết kế lục lăng như này. Đó, bác nhìn thấy chưa? Nó lục lăng như này nhá các bác. Cái này các bác có thể xoáy được bằng mỏ lết. Thế còn riêng con kia. Cái này các bác có thể xoáy được bằng cà lê mỏ lết, nhưng mà riêng con này các bác phải cắm đồ vào đây các bác vặn này. Cắm con tô vít vào đây vặn. Đó. Vặn muốn vặn chặt đó. Thì cái con này kích thước thì em đo rồi nhá, cái mặt nó cũng thế. Tổng chiều cao của nó là con này nó thấp hơn này, nó được có 11,5 cm thôi. Thấp hơn con bên kia 1 cm nha các bác. Đó. Thấp hơn con bên kia 1 cm. Đó, con này người ta thiết kế thấp hơn. Đó. Thấp hơn như thế này nhá. Đó. Thì hai cái bộ này em bán đồng giá cũng là 1 triệu một bộ nhá. Đấy, như này là hai cái này là 1 triệu này. Rồi các bác này, nhìn này. Đó, riêng cái bộ này thì riêng cái bộ thứ hai này thì cái chân này các bác để ý nhá. Cái chân này này, riêng có một chân này người ta là cái lỗ này người ta khoét nó bị lệch này. Người ta không khoét kịch ra góc này mà người ta lại khoét rút vào trong một tí nhá các bác. Đó. Các bác có về kê đồ thì nhớ quay cái vế này vào trong. Đó, cho nó đỡ xấu. Nó không làm sao cả, nhưng mà nhìn nó lệch thì nó không xấu. Có quay mặt này vào trong này, quay mặt này ra ngoài theo kiểu như thế này nha các bác. Đó, mặt này như này. Đó, các bác nhìn chưa, cái chân này đáng lẽ nó phải khoan từ cái đây này. Đấy, nhưng mà không, vì lý do nó vướng máy gì người ta lại khoan vào chỗ này. Đó, cái này thì bề mặt này có 4 lỗ này. Bên này cũng thế nhá, có 4 lỗ hết nhá các bác. 4 lỗ hết. Đó, giá em bán là 1 triệu một bộ nhá, 500 nghìn một miếng như này và em bán theo cặp là 1 triệu một cặp. Đó. Các bác đợi em chút nhá, để em dọn mấy cái này đi đã nhá. Quay sang bên này. Thì hôm nay em giới thiệu đến cho bác ba cái xe này nhé các bác. Thì cái xe đầu tiên đây. Đó. Cái xe này là 3 tầng nhé các bác. 3 tầng. Con đầu tiên bằng inox.
Đó, con này nó kích thước là 68 x 68 x 83 nha các bác. Đó. Có nghĩa là nó bề mặt này của nó là hai chiều là vuông đều 68 cm này. Và tổng chiều cao của nó là 83 cm từ mặt đất lên. Đó, nó cao 83 nhé các bác. Và quên em không cầm cái thước kẹp thì cái tay này của nó là tay 27 nhé các bác. Ống inox 27. Này cái tay nắm này, cầm ở đây. Đẩy đi đẩy lại nhé các bác. Đó. Đó. 3 tầng. Cái tầng trên cùng này là cao so với mặt đất là 83 cm này. Cái tầng thứ hai này. Cái tầng thứ hai là nó cao từ mặt đất lên là 17,5 cm này. Đó. Và cái tầng thứ ba này. Cái tầng thứ ba là nó cao từ mặt đất lên là 56,5 cm này. Đó. Cái hộp này nhá các bác, cái hộp này là hộp khung này là bằng hộp 3 x 3 chạy chạy vòng quanh, rất là đẹp. Đó, bây giờ em sẽ đo khoảng sáng nhá. Khoảng sáng của cái mặt của cái tầng thứ hai là 25 cm. Khoảng sáng của mặt thứ nhất này ở bên dưới cùng này nha các bác là 24,5 cm. Có nghĩa là cái khoảng sáng của cái tầng này này là thấp hơn tầng trên này nửa cm nhé. Cái này là 25 này. Cái này là 24 này. Đó, khoảng sáng nhá các bác. Đó. Có này có thể các bác đựng cái cao tối đa nó khoảng độ 25 đến 24 cm ở bên dưới. Đó, xung quanh này là hộp hết nhé các bác. Nó rất là đẹp này. Đó, em đi vòng quanh. Bây giờ em sẽ lật ngửa lên cho các bác xem cái bánh xe nhá. Xem cái gầm và xem cái bánh xe. Đó, các bác nhìn thấy chưa? Của nó là bằng khung inox này hết nhá các bác, khung chạy vòng quanh. Nhưng mà riêng ba cái mặt này thì người ta chỉ là cái mặt uốn thôi. Ba cái mặt này nó là cái mặt uốn mà nó người ta hàn vào nhá. À, riêng cái mặt trên cùng này thì là khung này. Đó, riêng cái mặt trên cùng này là có khung nhá các bác. Đấy, mặt trên cùng này là có khung luôn. Đó, hai mặt dưới này là không có khung. Mặt trên cùng là có liền khung luôn nhá các bác. Đó, mặt trên cùng này là có khung luôn, có nghĩa là khung bao bao quanh và hai cái mặt này là không có khung. Đó, thì nó đến từ xe 3 tầng DIC bẩn chờ rửa này. Đó. Cái này ở trong công ty Samsung thải ra nhé các bác, bánh của nó đây. Đó. Bánh này thì không có phanh nhá các bác. Bánh của nó đây. Đó. Bây giờ em sẽ dựng lên cho các bác này. Đó. Không có phanh. Đẩy đi đẩy lại rất là nhẹ. Đó, con đầu tiên này. Con đầu tiên này em bán với giá là 2 triệu mốt nhá các bác, 2 triệu mốt con này. Đó. Con thứ hai. Con thứ hai thì nó khá là đẹp và nặng. Con thứ hai là của nó kích thước là vuông nhầm rồi. Ở sáng em ghi nhầm rồi nhé các bác, em đo lại nhé, đo lại cho các bác nhé. Em đo chiều này này. Em sẽ đo lại cho các bác nhé. Chiều này là 65 này. Đó, các bác nhìn thấy chưa, 65. Chiều này là 55 nhé các bác. Đó, bà xã em có ghi nhầm rồi. Đó, một chiều 65 này, đo lại một lần nữa cho các bác này, 65 này. Và 55 này. Đó, 65 với 55 nhá. Tại vì em ghi thấy 65, 65 vuông là sai. 65 và 55, cao 92 cm. Cao 92 cm thì em đo xem đến chỗ nào là 92 nhé các bác. Đó, kịch cái trụ này là 92 này. Đó, và đến cái thành thành này của nó nhé. Thì là 84 nhá các bác. Đấy, cao đến đây là 84 này. Đó, và cao đến cái sàn thứ hai này thì là 39 này. Này, cái sàn thứ hai là cao đến mép này luôn là 39 nhá các bác. Và cái khoảng sáng gầm nọ đến gầm kia nhá các bác là 40,3. Đó, khoảng sáng nhá, em tính khoảng sáng. Nó bằng inox 304 này, tình cờ gặp một cái chữ 304 luôn ở đây nhá các bác. Hộp này của nó cũng là hộp 3 x 3 nhá các bác. Hộp này 3 x 3. Đó, 3 x 3 luôn nhá các bác, hộp 3 x 3 này. Đấy, rất là đẹp. Cái thành này nó cũng là được được ép lên bằng hộp nhé. Đấy, các bác nhìn rất là đẹp. Và chân bánh nhá. Cái này thì nó không có tay cầm. Đó, người ta thiết kế cái trụ nhô lên như này là để cầm vào cái trụ này. Hoặc là các bác bám vào đây. Hoặc là cầm vào hai cái trụ này đẩy nhé các bác.
Đó, cầm hai cái trụ này đẩy, sàn thì sàn đục lỗ nhé các bác. Sàn đục lỗ, lỗ này nó khoảng độ 8 ly nhé các bác. Lỗ này khoảng độ 8 ly. Đó, bây giờ em sẽ lật lật lên cho các bác xem cái bánh nhé các bác. Đấy, các bác nhìn toàn bộ của nó là khung đi hết nhé các bác. Khung đi hết này, khung đi hết bao quanh. Và cái mặt này, cái mặt sàn này người ta được xì, được thêm thanh dấu cộng gia cường đấy nhá. Các bác có chất và lên đây vài tạ không sao, chỉ sợ hỏng cái bộ bánh này thôi. Nhưng mà cái con xe này ở trong công ty nó không biết là nó chở cái gì nhá. Nó có bộ bánh rất là xịn nhá các bác. Riêng bộ bánh này khá là xịn. Nó bộ bánh này. Ga be gì đây, nhưng mà cái bánh này em thấy khá là xịn nhá. Nó bằng chất liệu như này là bánh chịu tải rồi. Bộ Meyer của nó là bằng 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 kim loại này. Đó, và cái cao su lốp nhá, em gọi là lốp. Lốp nó bằng cao su non hay cái gì ấy, rất là xịn. Đó, nó không phải là nhựa nhá, không phải là cao su mềm mà cao su chịu tải. Đó, bộ bánh này thì có khóa hẳn hoi này các bác này. Đó, khóa lại nhá. Đấy, khóa lại. Khóa lại là nó khóa luôn cả cái chiều xoay luôn đấy, rất là hay. Bánh cũng không quay được. Đó, bác thấy chưa? Bây giờ em dựng lên nhá. Cái xe này nó khá là nặng, em đặt máy xuống em dựng lên. Đó, em dựng phải dựng hai tay mới dựng được, một tay không dựng nổi nha các bác. Thì cái con này này các bác này, đây em đẩy dịch cho đây em cho các bác xem cái bánh, hai cái bánh này nó sẽ có khóa này, khi giãm lại này là nó khóa cứng luôn nha các bác, không di chuyển được nữa. Đấy, rất là tiện. Đó, và mở lên này. Đó, mở lên này. Đó, là đẩy vào đi bình thường. Đó, xoay được nhé, bánh nó tự xoay theo nha các bác, rất là hay. Bốn bánh đều xoay được, có hai bánh có khóa. Giá con này em bán là 2,3 triệu nhé các bác. 2,3 triệu con này, kích thước là 65 x 55 x 92. Còn tất cả cái khác em đo lại rồi, 65 x 55 nhé. Và con xe thứ ba này, con xe rẻ nhất này. Đó, con này. Nó kích thước là 88 x 48 x 76 nhé các bác. Bây giờ em sẽ đo lại cho các bác một chút này. Đó, chiều này là 88 này, chiều này là 48 này, chiều cao này là 76 này. Đó, chuẩn nhá, 88 x 48 x 76. Và em đo cho các bác cái tay tay cầm này nhá các bác. Cái tay cầm này nó nhô cao lên khỏi mặt bàn khoảng độ 10 cm. Đấy, khoảng độ 10 cm nhé. Và nó vươn ra khỏi ngoài này, vươn ra khỏi ngoài này nó khoảng độ 23 cm. Đó, vươn ra khỏi ngoài này nó khoảng độ 23 cm nhé. Cái khoảng vươn ra như này là 23 cm. Cái khoảng cao hơn lên mặt bàn này là 10 cm. Và nó cao từ mặt đất lên đến đến này, cái chỗ tay cầm này nó khoảng độ 83 cm nhé các bác. Đó, nó bằng cái hộp này thì em nghĩ nó là hộp này là hộp 30, 31 gì đấy, 234. Phi này chắc phi 34 rồi các bạn, phi 34 nha các bác. Nó bằng phi 34. Đó, thì cái hộp của nó nhé, hộp khung của nó này là khung 4x4 này. Đó, khung này khung 4x4. Đó, bây giờ em sẽ lật lên cho các bác xem đáy nhé. À, trước khi lật lên em đo cho các bác cái sàn thứ hai nó cao từ mặt đất lên này là 15 cm này. Đó, từ mặt đất lên là 15 cm nha. Cái mặt này người ta, mặt này là nó có khung nhé, người ta đính vào khung. Đó, mặt này cũng có khung hết này. Con bàn này là cả hai chỗ đều có khung nhé các bác. Cái lỗ này để em xem cho các bác xem nhé, cái lỗ này nó khoảng độ bao nhiêu. Cái lỗ này nó khoảng độ 12 ly nhé các bác, 12 cho đến 14 ly này. 14 ly nhé các bác, cái lỗ này là lỗ 14 ly. Đó, bây giờ em sẽ lật lên cho các bác xem nhé. Đó, toàn bộ là khung hết nhé các bác, riêng con này toàn bộ khung hết đây. Đó, nó không phải là cái tấm gì, cái tấm này là cái tấm rời người ta hàn vào thành mặt này, khung hết nhé các bác. Bên trên này cũng thế nhé các bác, bên trên này cũng là khung hết này. Đó, khung hết này các bác. Ồ, chỗ này là có cái tem mà kíp nọ kíp kia này, quản lý này, có ảnh cả dán luôn nhé các bác này. Trong công ty người ta thải ra nó rất là cẩn thận nhé, có ảnh dán ở đây luôn. Đó, bánh xe của nó đây. Bánh xe của nó là hình kiểu này nhé các bác. Đó, bốn bánh như nhau. Đó, bốn bánh như nhau, không có phanh, có chuông gì cả.
Đó, quay được 360 độ này, bốn bánh như nhau. Và bây giờ em sẽ lật xuống nhá các bác. Con này thì không có phanh, trôi tự do. Đó. Đó. Được cái loại này lái rất là dễ nhá, thì bốn bánh nó đều lái được. Các bác thích đẩy kiểu nào nó cũng đi. Đó. Con này là giá em bán là 2 triệu này. Kích thước em để đây nhá các bác. Đó, con này nó toàn bộ là khung hết. Nó không như mấy con trước em bán là cái mặt này là người ta uốn lại nó thành khung. Thì nó nhẹ cân hơn, nó rẻ tiền hơn nhá các bác. Đó, con này nó là khung hết, giá là 2 triệu. Tiếp tục nhá các bác. Thì em lên cho các bác này, cặp dây này này, em hôm nay em về được một cặp này. Cái cặp dây nó có cái chữ Dynasline này. Dynasline thì biết cái của hãng nào. Cái này em có một cặp thôi nha các bác. Kích cỡ của nó là dài 30 này, bản này là bản 3,5, chiều này của nó là 2 phân nha các bác. Và hành trình của nó là 33 cm, rút ra này được 33 cm nhé. Có nghĩa là từ đây này, từ chỗ này ra đầu này là 33 cm nhé. Thì em có một cặp duy nhất thôi, giá là 120k này. 120k một cặp này nhá các bác. Đó. Cặp thứ hai là em có một cặp duy nhất này. Đó, cặp dây cổ bằng inox nhá các bác, cặp dây bằng inox này. Đó. Kích cỡ của nó là dài 45,5 cm này, bản này cũng bản 3,5 và cũng dày 2 phân này. Đó, hành trình của nó là được 49,5 cm này nhá các bác. Hành trình của nó được có 49 thôi. Đó. Hành trình là dây 3 tầng nhưng mà được có 49,5 cm thôi nhá. Giá em có một cặp duy nhất, em bán giá là 250k này. 250k một cặp nhé, em có một cặp duy nhất thôi. Đó, cặp tiếp theo này, em có hai cặp này. Đó. Dài 56 cm, bản này là bản 5 phân nhá các bác, bản 5 phân. Đó, hành trình của nó là 57 cm này, em bán là 230k một cặp nhá. Dây này là dây 3 tầng nhá các bác. Hàng này là hàng của THK nha các bác. Đây này nó có chữ THK Made in Việt Nam này. Đó, THK sản xuất tại Việt Nam. Đó, 230k một cặp, em có hai cặp. Đó. Và cái dây cuối cùng em giới thiệu đến cho bác là cũng là cái dây VIP nhất này. Đó, đó là cái dây này nha các bác. Hàng mới nguyên thùng. Hành trình của nó là 60 này, nhưng em đo thực tế là nó được 60,5 nhá các bác. Đó, mã của nó đây các bác này. Mã của nó là HD4560DB. Đó, DB. Đó. Thì là nó tương ứng với đây nha các bác, là nó dài 60 cm, nhưng em đo thực tế là 60,5 nhá các bác. Em đo lại cho các bác này. Đó. À đúng 60 nha các bác. Đúng 60 cm luôn. Đó, bản này là bản 4,5 cm này. Hành trình được của nó là được 59,5 nha các bác. Đó. Giá em bán là 200k cho một cặp, hàng mới nguyên thùng luôn nhá. Thì cái con này thì nó đặc biệt ở cái chỗ này này. Đó. Đấy các bác thấy chưa? Nó có cái bộ giảm chấn ở đây nhá các bác. Nó có cái bộ giảm chấn này, nó có cái ti thủy lực ở đây này. Ti này thì em không biết nó là ti gì nhưng em đoán là ti thủy lực. Khi các bác sập vào đến đây là nó hơi cản lại này. Và các bác ấn vào một tí là tự nó hút vào nha các bác. Đấy, nó tự hút vào này. Đó, nó tự hút vào nhá. Đây em hai tay em ở đây nhá. Đây này em bỏ tay ra nó tự hút vào này. Đó. Đó, bây giờ đẩy đến vị trí này này. Đấy, bắt đầu tự hút rồi này. Đó, bác thấy chưa? Nó tự hút vào, nó giảm chấn, nó tự hút vào. Trong cái trường hợp mà các bác có đẩy mạnh nhá. Ví dụ các bác rút ra như này, các bác có đẩy mạnh. Thì đến đấy là nó giảm chấn nhá. Đến chỗ này cái là nó giảm lại này, bắt đầu nó va vào cái này cái là này, nó va vào cái này cái này, nó đẩy cái này vào. Đó, bác thấy chưa? Đấy, cái này nó bắt đầu nó đẩy vào nha các bác. Đấy là bắt đầu nó giảm chấn này. Nó đi chậm chậm lại. Đó, các bác thấy chưa? Em làm lại cho các bác xem này. Đó, nó tự hút vào nha các bác. Rất là hay. Nó tự co vào. Đó. Trên thân dây để em kiểm tra xem nó có cái chữ gì không nha các bác. Hàng rất là đẹp, hàng mới nguyên nhé các bác. Mới nguyên thùng. Đó, nó không có chữ gì ở chữ. À đây, có cái chữ này nhé các bác. Đó, trên dây nó có cái chữ này, dập rất là sắc nét này. Đó, để em lấy nét lại cho các bác nhé. Đó, các bác nhìn thấy chữ HD4560DB đó. Hàng cực chuẩn nhá. Dập chữ sắc nét. Đó.
Hàng này là hàng cực xịn. Đây các bác xem này. Đó, những cái vị trí bắt ốc người ta đã chờ sẵn đây cho các bác rồi. Đó, lỗ rất là to để cho các bác bắt. Đó, cái này thì em bán với giá là 200k một cặp nhá các bác, 200k một cặp như này. Thì hàng nguyên trong thùng như này nha các bác, cái thùng này nó rách rách thì em bỏ ra này. Đó. Đây. Hàng nguyên trong thùng, một thùng sẽ có một cặp được, một cặp sẽ được trong túi bóng như này nha các bác. Đấy, mỗi một cặp là có một cái túi bóng. Đây, một cặp nữa đây, cũng nằm trong túi bóng luôn nha các bác. Đó, người ta cứ để một cặp mỗi một cặp là một túi bóng như này. Đó. Hàng rất là đẹp này. Hàng mới tinh nha các bác. 200k một cặp. Đó, em có được vài chục cặp thôi, không có nhiều đâu. Đó. Hàng dây to nhá, dây to, dây dài, dây đẹp. Đó. Hàng nguyên thùng em bỏ, em có 5 thùng nha các bác. Em có 5 thùng. Thì cái dây này nó đến từ đâu thì bây giờ em sẽ cho các bác xem một thùng nhá các bác. Cho các bác xem một thực cái thùng nguyên của nó đây, em nhấc cái thùng này ra. Đó. Thùng nguyên, cái thùng này thì nó cũng chưa được nguyên lắm. Thì nó có cái chữ Hàn Quốc ở đây này các bác này. Không biết là phải dây của Hàn Quốc không. Nó có chữ HD này, viết tắt này. Và nó có ghi một loạt những cái chữ Hàn Quốc này. Mã dây này. Nó nặng, một cái thùng này nó nặng là 17,58 kg. Đó. Và 10 cặp, một thùng này là 10 cặp. Đó, nó có cái chữ này. Đó, cái chữ này in trên thùng, chắc dây của Hàn Quốc, thương hiệu Hàn Quốc. Đầu này cũng thế này, toàn chữ Hàn thôi này. Và đây ghi chữ là Make in China, sản xuất tại Trung Quốc nha các bác. Hàn Đốc này, Hàn Đốc Hi-Tech. Đấy, nó từ cái công ty Hàn Đốc Hi-Tech nha các bác. Hàn Đốc Hi-Tech này là của Hàn Quốc. Đó, dây thì là dây của Hàn Quốc nhưng mà sản xuất tại Trung Quốc nha các bác. Đó, giá em bán là 200k một cặp nha các bác. Đó, 200k một cặp này. Đó, nó có cái công ty nhập khẩu dán ở đây này các bác này. Nó rách rách rồi này. Em cho các bác xem cái con nào nó còn tem đây. Cái thùng này nó còn tem này các bác này. Đó, cái thùng này nó còn tem, nó có cái tem này này. Chắc công ty này công ty nhập khẩu này. Đó. Sindoc này, Sindoc gì này, cũng của Hàn Quốc này. Sindoc.vn này. Đó, 200k một cặp nhé các bác. 200k một cặp, dây của Hàn này. Rất là xịn nhé các bác, dây đen. Đó, người ta sơn màu đen, chuỗi này là các bác dùng biết bao giờ đã hỏng. Quay sang bên này. Thì em giới thiệu đến cho các bác một ít nguồn nhé các bác. Thì đầu tiên em giới thiệu đến cho các bác có mấy cái con nguồn to to này. Có mấy con này to lắm. Cái con đầu tiên em giới thiệu đến cho bác là cái con nguồn của Atech này. Atech nha các bác. Đó, Atech này là thương hiệu của Nhật nhưng mà ở trên đây thì em không thấy ghi sản xuất ở đâu cả. Đây nè. Đó. Không thấy ghi sản xuất ở đâu cả. Vỏ thì bằng nhôm rất là đẹp. Đầu ra của nó thì chi chít này, nó có tận 7 cái đầu ra nhá. Bây giờ em đọc đầu vào trước này, điện vào của nó từ 100 cho đến 240V đều được nha các bác. Đó, đầu ra của nó thì có bao gồm có V1 là 2,2V này, 35A, V2 là 60V, 3,5A, V3 là 60V, 3,5A, V4 này là 15V, 8A này, V5 là 15V, 4A này, V6 là 5V, 10A, V7 là 3,3V, 10A nhé các bác. Đó, nó có cần đấy cái đầu ra. Em đọc mở cả mồm. 900k cho cái nguồn này nhé các bác. Cái nguồn thứ hai em giới thiệu đến cho bác là cái nguồn này. Đó. Nó còn khá là đẹp nhé các bác. Đó. Cũng vỏ bằng nhôm luôn này. Đó. Con này thì là 800k này. Con này là điện vào là 100 đến 240V này. Điện ra là 24V 41,7A nhé các bác. Nó tương đương với khoảng độ 1000W. Đó. Công suất con nguồn này nó khoảng độ 1000W nhé. Sản xuất tại Đài Loan luôn này. Của hãng Miwell sản xuất tại Đài Loan luôn. Con này giá 800k. Con thứ ba em muốn giới thiệu đến cho các bác là cái con này. Dùng rất là gấu nha các bác. Các bác nhìn kỹ là bên trong này nó linh kiện nó đặc khịt luôn này.
cực gấu nhá. Con này em bán 650k. Con này nó là nguồn của Omron này các bác này. Đó, Omron. Điện áp vào của nó là từ 100 cho đến 240V này. Đó. Điện áp ra của nó là từ 24V 27A nhé các bác. Sản xuất tại Nhật luôn nhé. Made in Japan này. Đó. Made in Japan luôn nhé các bác. Đó, con này em bán có 650k con này thôi. Giá rất là rẻ nhé các bác. Đó. Con thứ ba em giới thiệu đến cho bác là cái con này. Đó, con này là 12V 50A nhé các bác. Con này điện áp vào của nó từ 100 cho đến 240V đều được này. Điện áp ra của nó là 12V 50A này. Nguồn này của cái hãng Fin Sotronic này. Đọc chính xác là Fin Sotronic. Đó, sản xuất tại Hàn Quốc này. Đó, con này em bán 600k. Đó, tình trạng là còn khá là đẹp nha các bác. Đó, em có hai cái phiên bản. Một cái phiên bản nó có cái mê sắt này. Và cái phiên bản này thì là cái mê sắt tháo đi rồi. Đó, mê sắt tháo đi rồi nha các bác. Bác lấy đằng nào cũng được nha các bác. Đó, nó có cái mê sắt bắt ở sườn này để cài vào á. Đó, giá là 600k. Con nguồn thứ ba em, nguồn thứ năm em giới thiệu đến cho bác là cái con này. Đó, 24V 14A này, giá em bán là 450k. Cái con này là của Omron nhá, cũng của Omron này. Nhưng mà con này thì sản xuất tại Trung Quốc. Đó, các bác nhìn thấy chưa? Made in China. Con này điện áp vào là từ 100 cho đến 240V đều được này. Đó. Và điện áp ra của nó đây là 24V 14A. Đó, con này 450k thôi. Linh kiện của nó thì đầy ắp luôn này các bác này. Đó. Con này người ta không xài quạt tản nhiệt nhé. Người ta dùng cái nhôm tản nhiệt. Đó. 450k cho con này. Để đây cho các bác chụp hình. Đó. Đó là toàn bộ những cái con nguồn em có nhé. Quay sang bên này. Quay sang bên này thì em giới thiệu đến cho các bác. Hôm nay em về được những cái thanh nhôm tròn nhé các bác. Loại nhôm rất là đặc biệt, lần đầu tiên em đi bãi em săn được. Đó, thanh nhôm tròn. Dài tít mù tắp như này này các bác này. Thì em có cần này thanh nha các bác. Một thanh dài là 2m66 này. Một thanh dài là 2m63 này. Một thanh dài là 2m65 này. Một thanh dài là 2m50 này. Thanh này cũng dài 2m50 này. Và hai thanh này dài bằng nhau. Tại vì cái thanh này dài 2m50, cái thanh này nó dài hơn một phân thì không tính này. Thanh này dài 2m45 này, thanh này dài 2m37 và thanh này dài 2m34. Đó, kích thước của nó là đây là chiều dài nhé. Còn của nó là phi 45 nhé các bác. Nó là phi 45. Đó, em bán với giá là 400k một mét. Đó, thì các bác có thể là mua theo cái kiểu mua một mét cũng được nha, mua mét rưỡi cũng được. Đó, thì em sẽ cắt cho. Em dùng máy cắt nhôm em cắt cho nhé các bác. Thì em cho các bác xem một cây. Rồi, nặng lắm các bác. Đấy, cây của nó là sẽ đầu nó sẽ như này nha các bác. Đó, đầu người ta cắt sẵn như này rồi. Thì em kẹp cho các bác cái lỗ trong nhá. Phi này là của nó là phi 45 nha các bác. Phi 45 rồi. Bây giờ em kẹp cho các bác cái lỗ trong này. Đó, nó có một cái lỗ này là phi 10 nha các bác. Đó. Lỗ trong này là lỗ phi 10,5 này. Đó, lỗ trong này là phi 10,5. Đó. Gọi là phi 10, thông từ đầu nọ sang đầu kia. Đó, nó thông sang tận đầu bên kia luôn nhé các bác. Để em ngắm xem nó có sáng không. À, đây có sáng đây. Đấy, camera nhìn xem thấy sáng không. Đấy, sáng đó. Đó, đó, nó sáng tận đầu kia nhé các bác. Đó, nó thông từ đầu nọ sang đầu kia luôn. Đó. Phi 45 nhé các bác. Em bán với giá là 400k một mét ống nhôm này nhé các bác. Cái này các bác làm được rất nhiều việc nha các bác. Các bác có thể về tiện thành những cái con lăn, con lô này. Đó, đó, các bác chỉ cần đóng một phát cái trục vào đây cái là thành con lăn nha các bác. Quét cái đầu này đi. Đóng cái cá bi vào đây. Đóng cái viên bi vào đây nha các bác. Đóng cái viên bi vào đây, lợi dụng cái trục khoảng độ trục 8 ly hoặc là trục một phân được các bác đóng vào nhá. Quét bi vào đây. Rất là ngon, làm một con lô rất là xịn nhá. Hoặc các bác cắt khúc ra tiện bu ly, tiện cái gì đó đều được nha các bác. Đó, nhôm rất là xịn này. Em hôm nay em nhập được có chỗ này là mấy cây? 1 2 3 4 5 6 7 em có 8 cây nha các bác. 8 cây.
đó, 8 cây mà em bán với giá là 400k một mét nha các bác. Đó, nhắc lại các bác này, giá 400k một mét là em bán theo mét, là cứ mét này mà nhân tiền này. Ví dụ cây này là 2m34 nhân với 400k nhé, 2,34 nhân 400k thì cái cây ngắn nhất này là nó 43 12 này, 44 16 này. Cái cây này nó vào khoảng độ 930.000, 934.000 nha các bác, 936.000. Đấy, cây này chính xác là 943 12 44 16. 926.000 thì chính xác, khoảng độ 926.000 thì phải. Đó. Quay sang bên này. Quay sang bên này thì em giới thiệu đến cho các bác cái này. Đầu tiên em giới thiệu cho các bác mấy cái chốt nhanh này nhá các bác. Chốt này sợi 60k này. Em có mấy cái chốt này này. Đó, giá 15k một cái nhé các bác. Đó, hàng của nó là hàng đây, rút ra được như này này các bác này. Thả xuống này. Đó, rút lên này, thả xuống này. Đó. Em kẹp kích thước cho các bác nhé. 15k một cái này. Con này nó dài tổng cộng là 5 cm này. Gen này là gen 10 này. Và ti này là ti 5 này. Đó, ti này ti 5 nha các bác. Rút ra nó tụt như này. Đó, gen 10. 15k một cái nha các bác. Cái loại ngắn ngắn này là 10k này. Loại ngắn ngắn này thì là gen này là gen 8 này. Và ti này là ti 5, cũng ti 5 nha các bác. Gen 8. Ô, không phải con này rồi, con này rút là không được. Đây con này cơ. Đó. Đấy. Nó đang mắc cái gì ở đây, nó đang không xuống. Đầu con khác đi. Đây. Đó. Đó. Tim tim ti 8 gen 5 nha các bác. Có một số con là nó là dạng là không có cài. Rút lên thả xuống. Đó. Có vài con là không có cài nhá, rút lên thả xuống. Còn lại là một số con là có cài. Con này để lâu rồi kẹt này. Đó, có con là để lâu rồi còn kẹt nha các bác. Đó. Giá là đây, còn những cái con như này nó vẫn còn nguyên ở đây này các bác này. Các bác lấy thì em cho luôn cả cái đế nhôm này. Còn ba ba bốn con này các bác này. Đấy. Có số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 mà. Đấy, chỗ này này, có mấy con này là nó có luôn cả cái đế nhôm, em cho các bác luôn đế nhôm nhá các bác. Đó, giá là 10k một con. Quay sang bên này thì em vẫn còn một ít cái boli này nhá các bác. Đó. Boli này thì nó có vòng bi sẵn ở đây rồi. Em bán 100k cho ba cái nhé các bác, 100k cho ba cái vòng bi này. Đây. Hai vòng bi hai đầu nhá các bác. Bên này một một vòng này, đầu bên này một vòng. Bi thì là bi rất là xịn nhá. Bi là bi của NSK sản xuất tại Indo này các bác này. Đó, NSK đây này. Sản xuất tại Make in Indonesia này. Đó. Các bác chụp kỹ zoom lên giúp em nhá. Đó. Bây giờ em sẽ đo kích thước nhá. Hai cái vòng bi luôn. Cái vòng bi này thì cái buli này thì nó đường kính em đo bên trong nhá, đường kính bên trong là 47 này. Đó, đo bên ngoài này chắc 50. Lên đến 53 này. Đó. Độ dày của nó này 18. Và cái cốt này, cốt bi này là cốt 98 nhé các bác. Chắc là cốt 10 đó. Đó, em đo được 987, 988 này. Đó. 100k cho 3 vòng nhé các bác. Thì chính nó là cái cốt này đây, đây em kẹp cái cốt này của nó này. Đó, kẹp đây thì nó ra 99 với 10 này các bác ạ. Đó. Đó. 100k cho 3 cái này các bác này, em có khá là nhiều. Đó. Loại thứ hai là em bán cho các bác cái trục này. Đó. Cũng 35k một cái này, cũng gọi là 100k 3 cái đi. Đó, trục như này nha các bác. Thì nó có một cái trục này là có hai cái vòng bi ở đây này, một cái này, hai cái, và đây được một cái nữa là ba nhé. Vòng bi cũng của NSK luôn nhé các bác. Nó rất là xịn
Đó, cái trục này là trục 10 nhá, em kẹp rồi, trục 10. Đó, như này em bán là 35k này. Cũng 100k 3 cái luôn nhá các bác. Đó. Trục 10. Và nó dài như này nha các bác, nó dài đây. Dài khoảng độ 10 cm này. Cái nó có cái bát này xoáy ra được nhá các bác, xoáy ra đây. Nó có cái ren ở đây này. Đó, xoáy ra là các bác lôi vòng bi ra nhá. Nhưng mà thôi em không lôi ra, lôi ra nó rơi mất. Đó. Đây là cái bát bắt của nó này. Đó, xoay tròn như này nhá các bác. Đó. Giá là 100k cho 3 cái như này. Tiếp theo là cái này. Cái nam châm điện này. Đó, điện áp của nó là 24V 10A nhá các bác. Đó, nó có ghi mờ mờ ở đây này, đọc rất là khó. 24V 10A này. Cái này em bán là 80k một cục nhá các bác, một cục nam châm này. Ít rất là khỏe nhá các bác. Con này thì độ dày của nó là 2,2 cm này. Đường kính này là của nó là 5 cm này. Và lọt lòng này, đường kính cái lỗ này nhá các bác. Đường kính như lỗ này là 2,6 nhá các bác, 2,6 cm này, 2,56. Đó, 2,56 này. Em xoay đi xoay lại là nó chuẩn 2,56 nhá. Đó. Giá em bán là 80k một cái cục nam châm này. Quay sang bên này. Thì em có mấy cái tay nắm này nha các bác. Cái này em có hai cái này. Tay nắm bằng sắt nha các bác. Đó, bẻ đi bẻ lại được này. Đó. Cái này là size, này là size 8 cm này. Em bán 50k nha các bác. Phi 8 ly nhá. Kích cỡ của nó dài khoảng 10 cm này. Đó. Em để trong lòng bàn tay em vừa nhá. Trục này là trục 8 ly, 50k hai cái này. Đó. Loại thứ hai em bán cho các bác là cái loại này. Đó, 100k cho 4 cái nhá các bác. Nó dài 11 cm nhân 3,7 phi 6 nhá. Cái này bằng đồng nhá các bác. Cái này là bằng đồng nhá các bác. Đó, em cam kết với các bác bằng đồng vàng. Đó, nó bẻ lại được như này này. Đó, 100k cho 4 cái bằng đồng vàng nhá các bác. Phi này là phi 6 này. Đó, em đo tổng chiều cao nhá. Tổng chiều cao khi các bác bắt là nó cao đến 3,5 cm. Và khi gấp lại thì nó cao khoảng độ 1,7 cm. Đó, và chiều dài của nó là khoảng độ 10 cm nhé. Đó, phi này là phi 6 bằng đồng vàng này. Vài mài ra nó vàng chóe như này luôn nhé các bác. Đó, rất là xịn nhé các bác. Bằng đồng vàng mạ chrome. Đó, sắt mạ chrome thì mới lo han nhé. Còn đồng vàng mạ chrome thì không biết bao giờ mới han. Giá em bán là 100k cho 4 cái này các bác này. Đó, em còn một ít chỗ này thôi nha các bác. Quay sang bên này em có... em có mấy cái chân máy giảm chấn này. Loại này các bác làm giảm chấn thì cực xịn nha các bác. Đấy, tính đàn hồi của nó như này mà. Đó. Đó. Cái này là bằng inox nha các bác. Ốc này cũng bằng inox này. Đó, nó có mã số của nó ở đây này các bác này. Đó, em có 6 cái nhá. Em có kiếm được một show có 6 cái này, giá 100k nha các bác. Thì em đo kích thước cho các bác một chút nhé. Em có 6 cái, 100k 6 cái này luôn. Tổng chiều cao của cái chân đế này là nó cao 2 cm này. Đó, chiều dài của nó từ đầu này sang đầu này là nó khoảng độ 6 cm này các bác. 6 cm nhé. Bề ngang của nó đây. 3,6 cm. Đó, thì cái gen này. Gen này là gen 6 nhé các bác, gen 6 ly. Đó, và tổng chiều cao của nó này. Tổng chiều cao của nó là 4 cm này. 3,9, 4 cm bằng inox, chất liệu inox nha các bác. Và cao su bằng cái loại gì ấy, rất là mềm nha các bác. Tính đàn hồi thì cực tốt. Đó, các bác nhìn thấy chưa? Nó gọi là chân giảm chấn nhá các bác. Đó, giá em bán chỗ này là 100k này. Bán có vo luôn 100k cái chỗ này. Các bác chụp hình đi 100k. Tiếp theo em có những cái bi tì này các bác này. 100k cho 10 con nhé các bác. Đó, em giơ đây cho các bác chụp hình này. Đó, 100k cho 10 con. Thì cái bi này là nó đến từ cái thương hiệu gì của Nhật này các bác này. Có chữ Japan đây này. Đó, bác nhìn thấy chưa? Đó, có chữ Japan luôn nhá. Đó.
rất là xịn nha các bác. Con này thì là gen, này là gen em kẹp này nó là gen 5 mà. Gen 6 nha các bác, gen 6 ly. Đó. Đường kính của nó này. Đường kính của nó là 11,6 cm này, 16 ly nha các bác. Độ dày này. Độ dày là 1,2 cm này. Đó, giá em bán là 100k cho 10 viên nha các bác. 100k cho 10 viên. Quay sang bên này. Quay sang bên này thì em vẫn còn những cái van một chiều này nhá các bác. Đó. Van một chiều này đâu cái dán giá đâu nhỉ? Cân to này em bán 150k này. Đó. 150k nha các bác, cái gen này của nó là gen 22 này các bác này. Đó, 150k con này là van một chiều này. Đó. Cái con bé này thì bác nào mua một con thì em bán 100k nhé. Còn mua nhiều thì em lấy 200k ba con. Ở đây, ngược. Nó đến từ cái thương hiệu Hamlet này nhé các bác. Hamlet này. 3.000 PSI nhé các bác. Đó. Và em có cái phiên bản này nữa này. Nó cũng của Hamlet này. Đó. Và cũng 3.000 PSI, các bác lấy đằng nào cũng được nhé. Gen này của nó là gen 14 này các bác này, gen 14 nhá các bác, van một chiều rất là xịn bằng inox, chất liệu inox 316 nhá các bác. Một cái loại inox cực kỳ xịn sò. Đó, em bán là 200k ba cái như này này. Bác nào mua một cái thì là 100k, lấy đằng nào cũng được nhá. Đó, em có ở đây nữa, em để lẫn lộn này. Đó, các bác mua đằng nào thì giận nhá, giận bà xã em chọn cho. Không có thì em cứ nhặt ngẫu nhiên, bác nào không giận thì em cứ nhặt ngẫu nhiên. Các bác lấy đằng dài này cũng được này. Đó, đằng tròn này cũng đằng bầu bầu này cũng được nha các bác. Bác lấy đằng nào thì lấy. Quay sang bên này thì em có những cái van khóa này. Cũng bằng inox 316 này của cái hãng kit gì đây này. Nó cũng gen 14 nhá, gen này là gen 14 luôn. Đó, à, gen này chắc không được à. Sao con này bé hơn à? Ở đâu cũng như nhau hết. Em kẹp cho các bác cái gen này cái này, xem phải gen 14 không. Đúng rồi, nó cũng là gen 14 nhé các bác. Quá đây. Có. Vặn này rất là xịn nha, bằng inox 3, chất liệu inox 316 này. Đó, ra em bán 100k một con. Cái van này cũng là van bằng inox 316 này. Đó, bằng inox 316 nhá. Nhưng mà cái con này thì nó lại là khóa bằng hơi nha các bác. Bình thường mặc định là nó đang đóng. Các bác cấp hơi khí nén vào đây này thì nó mở ra nha các bác. Con này thì em bán có 50k thôi. Bởi vì con này nó rối rắm quá, chính cho con này sản xuất thì nó đắt tiền hơn rất là nhiều nhá. Đó, 50k một con. Cũng là gen 14 nha các bác. Đây. Của nó xoáy vào đây là vừa luôn này các bác này, gen 14 này. Đó, bác thấy chưa? Xoáy vào vừa đét luôn. Đó. Đó, hoặc là cái con này xoáy vào đây vừa đét luôn này. Đó, xoáy vào đây là vừa luôn nhé các bác. 100k, 50k một con thôi, rất là rẻ. Tiếp tục sang bên này. Tiếp tục sang bên này thì em giới thiệu đến cho bác một ít hàng nữa này. Khóa inox này. Gen 21 nha các bác, cả hai đầu đều gen 21, giá 100k một con. Đó, khóa inox nha các bác, 100k một cái nhá, gen 21. Khóa đồng này, cũng của Hàn Quốc này. Bằng đồng vàng luôn nha các bác. Các bác đừng lo đồng vàng nó không bền nhá, khóa của Hàn nó khác khóa Việt Nam nha các bác. Khóa người ta để máy móc nó hàng bao nhiêu năm rồi này, nó cứ trơ ra như này nha các bác. Các bác nhìn cái gen khi xoáy ra nó sáng loáng như này, em để đây bao nhiêu ngày rồi nó vẫn sáng loáng như này nha các bác. Đó, của Hàn Quốc nhá, rất là xịn. Đó, có chữ Hàn Quốc đó. Gen này là gen 21 hết nhá, giá là 100k một con.
Và em có một con duy nhất này, bằng chất liệu inox 316 nhé. Đó, áp của nó chịu được 1000 PSI nhé các bác. Nó đến từ cái thương hiệu Quilock này. Một con duy nhất thôi. Đó, rất là xịn. Đó, em kẹp cho các bác cái gen này. Đó, nguyên bản là em mua được một con nó chỉ như này thôi. Đó, gen này là gen 25 nhé các bác. Giá con này là 200k này. Đó, con này là 200k nhé các bác. Một con duy nhất thôi. Đó, con khóa này nữa này cũng 200k này. Đó, cũng gen 25 này. Không biết phải gen 25 không, ăn ốc nói mò. Nói nhầm phát rồi. Đúng luôn nhé các bác. Gen 25 luôn này. Đó, con này cũng 200k. Con này thì bằng inox 304 à. 304 luôn nhé. Nhưng mà được lợi thêm cái đầu này. Cái đầu ống nối 12 này. Đó, nó đến từ cái thương hiệu Hisiten này. Em có một con duy nhất thôi. Đó, giá cũng 200k con này. Đó, quay sang bên này thì em có cái này. Bác nào lấy ba cái này, ba cái ke bằng thép nhá các bác. Em sót ở đâu ra ba cái này. Cho kích thước cho các bác nhé. Dài là 6,8 cm này, cao là 3,8 cm này, và dày là 4 ly này các bác này. Đó, giá là 10k một cái này, ba cái là mày là 30k này. Đấy, các bác mua kèm thêm cái gì nhá. Đó, 10k một cái này, ba cái là 30k. Em mới sót đâu ba cái này. Ke bằng thép rất là xịn. Không biết thép hay inox, chắc là thép rồi các bác. Inox không có giá này. Loại thứ hai là loại này này. Đây, em có ba, em sót đâu được mấy cái BT này nhá. Đây có ba cái này. Đó, đây có ba cái nữa này. Đó, trục thì nó giống nhau nhưng khác nhau về đường kính bi này thôi nhá các bác. Đó, cái này mà các bác không dùng đến bi thì các bác mua về lấy bi ở trong này là lời nhá các bác. Nó có 1, 2, 3, 4 cái vòng bi nhá các bác, 4 cái vòng bi. Thì em bán với giá là có, đầu ngày xưa em bán chỗ này là 75k này. Hôm nay bác nào lấy chỗ này em lấy 120k nhá. Lấy 120k 6 cái này. Đó, rất là rẻ nhá. Thì đường kính này em đo chiều dài này của nó là 13 phẩy mấy này. Đó, 11,5 cm này. Đó, trục này là trục trục 13 này. Em đo con bully này nha các bác. Bully này là bully, con này bánh này là bánh 2,5 này. Độ dày này là 1,6 này. Cái con to này nhá, con to này trục nó vẫn thế. Con to này là bánh 3,5 này, cũng dày 1,6 này. Đó, có nghĩa là hai cái trục này là giống nhau này. Giống nhau về trục này, nó chỉ khác nhau về đường kính bully thôi. Đấy, các bác nhìn thấy chưa, nó giống nhau y xì luôn nha các bác. Chỉ khác cái đường kính bully này, một con này là 1,6 này. À, con này 2,5 này, con này là 3,5 này. Đó, khác nhau là con này là 3,5, con này 2,5. Và bi này là bằng nhôm nhá các bác. Cam kết với các bác bằng nhôm nhá. Em mài ra cái là nó trắng trắng héo nhá. Đó, các bác thấy chưa, em mài ra này, nó trắng luôn nhá các bác, bằng nhôm. Toàn bộ bằng nhôm hết. 120k cho 6 cái này. Đó, có 6 cái này em lấy 120k nhá. Và cái này này. Cái này em bán 30k một cái này, bằng chất liệu inox nhá các bác. Cái này là cái em gọi là cái cút thu nhá. Cút thu bằng inox. Gen này là gen 34 này. Gen này là gen 21 này. Đó, một đầu gen 34, một đầu gen 21 nhá, rất là dày dặn nhá. 30k một cái này. Đây là 30k một cái nhá, em còn 6 cái thôi. Đó. Mấy con viên BT này các bác này. 20k một con à. Sao đắt thế? Đó, em có mấy con này nha các bác. Và mấy con to to hơn này. Có 3, có 2 con to hơn, còn lại là 5 6 con bé nha các bác. 20k một con, kích thước là 2,1 cm này. Chiều này là 2,5 này. Đó, gen này là gen mấy đây? Gen này chắc gen 6 rồi. Đó, gen 6 nhá. Đó, em bán 20k một con, em có đâu mấy chục, có độ hơn chục con thôi. Đó. Và quay sang bên này. Quay sang bên này thì em giới thiệu đến cho các bác, em còn mấy cái van điện từ này. Van điện từ 100k ba cái này nha các bác. Van này là của Đức nha các bác.
Đó. Margin Jack Money này, em còn 4 cái nữa là hết này. Còn đúng 4 cái này thì bác nào mua đi em lấy cho lấy 100k 4 cái này luôn đi cho nó gọn luôn nhá các bác. Đó. Van điện từ của Đức này, rẻ lắm các bác, 100k 4 cái thôi. Bây giờ em sẽ ghim điện em test cho các bác luôn nhá các bác. Các bác đợi em chút để em ghim điện nhá. Đó, em ghim điện rồi, 24V nhá. Em test này nó nhảy tanh tách luôn nhá các bác. Đó. Các bác nhìn kỹ vào cái khu vực này nhưng mà không biết là các bác có nhìn thấy không. Đó. Em cầm vào đây em thấy nó nhảy tanh tách này. Đó, van này là của Đức nhá các bác, chạy điện 24V. Em cho bác xem cái con này nó mới mới hơn này. À đây, con này thì khả năng thử các bác sẽ nhìn thấy này. Đó, các bác nhìn kỹ nó nhảy nhảy nha các bác. Đó. Có cái cục cao su đen đen nó này nhảy nhảy đó. Đó, bác nhìn thấy chưa? Đấy, con này cũng của Đức này, có một con này nó mới mới này. Thì các bác sẽ xem được thông tin của nó ở đây nha các bác. Đó. À, đây đóng đóng này, đóng mắt Magic Jack Money này, rất là xịn đồ của Đức nha các bác. Giá em bán là 100k cho 4 con này luôn nhá. Có 3 con ngày xưa em bán 100k 3 con, hôm nay còn 4 con bán nốt này. Giá 100k 4 con nhá các bác. Đó. Có một con nó hơi xấu xấu bán luôn. Tiếp tục giới thiệu đến cho các bác cái tay màn hình này. Đó, hôm nay em về được cái lô tay màn hình này nhá các bác. Đó. Đó. Rất là đẹp nhé, bằng sắt thôi. Giá 250k này. Này em cầm cái con này em view nha các bác. Đó, đầu tiên là của nó là cái cổ này này. Cổ này. Bẻ được như này nha các bác. Đó, bẻ được. Xoay các hướng này. Xoay được các hướng nha các bác. Đó, xoay được các hướng. Đó, nó có cái con ốc này ở đây này. Em sẽ dựng máy lên một chút nhé. Quay cao cao lên một chút để quay cho các bác này. Nó con ốc này đây để các bác hãm lại này, để cho nó khỏi xoay đi xoay lại như này nhé. Nhưng mà em xoáy bằng tay thì nó chưa chặt lắm. Đó, hãm ở đây nó chặt lại này. Nới ra thì nó lỏng nhé. Nó có thể xoay được như này các bác nhé. Đó, nới ra này, nới con ốc này ra nó có thể xoay được 360 độ như này. Và xoáy con ốc này ra này. Ui, con ốc này sao chặt thế nhỉ? Sao chặt thế? Em xoáy con này nhé. Đó, xoáy con này ra này. Đó, xoáy con này ra rút ra các bác có thể nâng cao lên được nhé. Đấy, nó có 3 tầng như này. Đó, 3 chiều lỗ này. Đó, có thể đút đây được cao này. Em đút lại nhé, em đút lại em xoáy lại cho các bác xem nó cao tối đa là bao nhiêu nhé các bác. Rồi em để tạm như này đã. Đó, bây giờ em sẽ đo kích thước này. Giá em bán là 250k một cây nhé các bác. Đó, 250k một cây, không biết cái thước kia em để đâu rồi nhờ. Đây nha, bây giờ em sẽ đo kích thước cho các bác này. Nó cao tối đa khi các bác cho cao lên nó là cao được 51,5 cm. Đó. Đó, và khi các bác thu về thấp nhất thì là nó là 36,36 cm này. Đấy, cái đường kính của nó đây nha các bác, cái đường kính của nó khoảng 15 cm này, cái đường kính của cái chân đế này là 15 cm. Và em kẹp cho các bác cái phi này nha các bác. Phi này là phi 50 nha các bác, phi 50. Đó, cái phi ngoài là phi 50. Bây giờ em hạ xuống này. Đó, nó có con ốc đây để các bác chốt lại nha các bác. Đó, con ốc này chốt lại này. Đó. Cái con này thì để xoay đi xoay lại này. Đó, xoay đi xoay lại như này nhá. Và cái mặt đằng trước này của nó đây. Đó, mặt đằng trước này có thể ngoảnh đi ngoảnh lại được nhá. Bây giờ em sẽ đo cái mặt trước này cho các bác này. Phi thì em kẹp rồi. Mặt này của nó là chiều này là 11 này. Chiều này thì là cũng 11 nhá. Nó gần như là vuông á. 11 hơn một chút này. Chiều này cũng 11 hơn một chút này.
Đó. Giá em bán là 250k. Cái này hôm nay em về được khoảng nội chục cái. Đó, em bày ra đây ba cái thôi. Đó, bày ra đây ba cái nhé, bằng thép sơn tĩnh điện rất là đẹp nhé các bác. Đó, chỗ này là chỗ dưới gậm này của nó có cái lỗ này để luồn dây điện lên này. Đó, các bác có thể luồn chiều này, luồn lên chiều này hoặc là luồn cái lỗ này lên dây điện lên nhé các bác. Đó, em nghĩ là người ta luồn từ dưới gầm bàn này, luồn từ dưới gầm bàn ra cái khe này lên đây nhé các bác. Đó, hoặc là lên trên này đều được này. Đó, tùy các bác lùa nhé các bác, lùa đằng nào cũng được nhé các bác, rất là hay. Đó, giá 250k một cái này. Còn cái này này, cái này vẫn nằm đây, giá 200k này. Đó, con này 200k nhé các bác. Con này thì em đo nhanh cho các bác con này. Con này tổng chiều cao của nó là 35cm này. Đó, nếu mà cao kịch lên trên này nhé các bác, kịch trên này nó là 45cm. Phi này, phi này là phi 31, phi 32 nhé các bác, cái này là phi 32. Đấy, cái cổ này của nó gật gù được kiểu này. Đó, gật gù được kiểu này và xoay được như này. Đó, các bác muốn chặt thì các bác siết lại con ốc này. Đó, gật gù rất là hay nha các bác. Đó, cho vào đây. Và cái con ốc này là cái con ốc hãm chặn lại này, không cho cái này nó tụt thêm xuống này. Đó, chân đế của nó bắt ở đằng này nha các bác, ép rất là dày. Đó, con này chắc xoáy ra được ấy. Giá con này em bán 200k này, em có một con duy nhất thôi. Quay sang bên này thì em giới thiệu đến cho các bác cái lô đèn led này nhé các bác. Lô đèn led này thì em đo một con xem nó dài bao nhiêu nhé các bác. Nó dài đúng 1 mét này. Đó, led này là led 24V thì em có những cái con này, nó có hai con nó bị vỡ mặt chỗ này này, thì em bán giá 300k. Thế còn có ba cái con này nó nứt một tí này, dụ con này nhá, cái con dán giá thì nó nứt tí chỗ này, vỡ tí chỗ này, còn thứ hai thì nó nứt chỗ này, và con thứ ba thì nó nứt một tí chỗ này. Đó, thì em bán với giá là 350k một con. Đó, thì con này là nó nguyên bản của nó là nó chạy điện 24V nhá các bác. Này, bằng nhôm nhá các bác, nó có một cái bát inox bằng nằm ở đây. Đó, đầu này, mở đầu này nó cũng có cái bát như thế này. Đó, hàng thì nó đến từ cái thương hiệu gì đây, nó có một cái tem ở đây này các bác này, nó có một cái tem này nhé các bác. Đó, tem này này, ghi power từ 31 đến 68W này, DC 24V này. Đó, điện DC 24V nhé các bác. Đó, model của nó là PLB2-10022 28W này. Đó, đây. Đó, cái dây của nó là có cái tem này nhé các bác. Đó, bây giờ em sẽ cấp điện. Nó cấp điện được hai đầu đều sáng, các bác cấp đầu nào cũng được, cứ miễn là 24V. Thì bây giờ em sẽ cấp 24V cho các bác nhé, nó sáng lắm. Con này nó tận chắc là mấy chục watt đấy, nên nó rất là sáng. Đó, nó sáng tối đen màn hình luôn nhé các bác, có nhìn thấy chưa. Bây giờ em nhả ra này để cho các bác xem này. Đó, chập lại này. Đó, bác thấy chưa, tối đen màn hình luôn, rất là sáng, sáng kinh khủng luôn nhé các bác. Đó, giá em bán con này là 350k và 300. Đó, các bác lấy con nào thì lấy nhá, em có ba con này 350k này, và hai con này là giá 300 này. Đó, hai con 300 thì nó vỡ như này, nhưng mà hàng thì em vẫn bao các bác sáng bình thường. Đó, tiếp theo thì em giới thiệu đến cho các bác cái con này. Đây, em bỏ ra đây. Giá 400k nhé các bác. Đo kích thước cho các bác này, chiều này là 22cm là đến đây thôi nhé các bác. Bề ngang này thì là 14cm này, độ dày này là 5cm này. Nó bằng nhôm nhé các bác. Đó, hai cái bát này bằng nhôm, poly này là bằng nhôm này. Đó, và trượt này là phi 12, à phi 20 nhé các bác. Phi này là phi 20, vít me này là vít me 12 bước 5 này. Em đo rồi nhé các bác,
Vít me này là 12 bước 5. Đó, 12 bước 5 nhé các bác. Hành trình của nó là được khoảng độ 12 cm này. Đó. Tiếp tục nha các bác. Thì cái con này này em bán 800k này. Đó, con bộ ly hợp từ này. Đó. Của Nhật nha các bác. Đó, giá 800k con này, hôm nay em không view nữa. Đó. Quay sang bên này thì em view cho các bác cái thùng này nha các bác. Đấy, hôm nay em về một cái thùng này. Đó, con này để em lấy cái con nào nó em cắt dây rồi nhỉ. Đây rồi, con này. Đó. Hàng mới đét chưa sử dụng nha các bác. DC24V này. À, các bác có thể chụp mã nha các bác. Đó, con này em gọi là con chốt cửa điện nhá. Đó. Đo kích thước cho các bác này. Con này nó dài, chiều này nó dài 3,6 cm, em chưa đo cái kia nhá. Độ dày của nó là 2,15 cm này. Và chiều này là 2,6 cm này. Cái trục này. Trục này là trục 1 cm này, 9,9 ly là 1 cm nha các bác. Đó. Nó là nguyên bản nó như này. Nó rút ra rút vào được như này. Và nó có một cái lỗ chốt ở đây nha các bác. Em chưa hiểu cái cách nguyên lý hoạt động của nó thế nào. Đó, em nghĩ là nó có một cái lò xo để đẩy ra để vào thế nào đó. Đó. Nguyên bản em mua mới test là nó như thế này nha các bác. Đó, bây giờ em sẽ cấp điện DC24V vào đây này. Đó, để cho các bác trải nghiệm nhá. Em cấp điện này, 24V này. Đó. Đây hiện tại em cấp điện rồi nhá, là không rút được ra đâu. Đấy, rút chặt lắm không ra nhá. Bỏ tay ra này. Cấp điện vào này. Đó, các bác thấy chưa? Em để xa như này một chút này. Đó, bác thấy chưa? Hút rất mạnh nhá. Đấy. Bây giờ em sẽ kẹp vào nhá. Em kẹp vào em lôi này. Không lôi được nha các bác. Không lôi được ra đâu. Xoay thì thoải mái nhưng mà không lôi nổi ra. Thế mới ác. Và bây giờ em để đây này. Đó, để đây để bê cái nguồn lên cho các bác xem nó ăn dòng nhá. Con này thì các bác nhìn nó ăn dòng 0,03A nhá các bác. Đó, à 0,3A, có nghĩa là nếu mà nó ăn dòng 1A thì là 24W, mà 0,3A thì nó tương đương với khoảng độ, con này nó công suất nó khoảng độ 7W nhá các bác. Đó, con này nó công suất nó khoảng độ 7W này. Cái này các bác thiết kế làm những cái chốt cửa thì cực hay nhá các bác. Đó, con nào nó cũng có một cái gioăng cao su sẵn đây. Hàng mới nguyên chưa qua sử dụng nhá các bác. Em có khoảng độ mấy trăm con. Đó, một thùng như này đã gần 200 con rồi nhá. Em có 2 thùng. Đó. Bây giờ em sẽ tắt đi này. Tắt đi cho nó rời ra nhá. Để em cho các bác xem cái vỏ thùng của nó nhá các bác. Cái này thì nó chắc là nó đến từ Trung Quốc thôi. Đó. Cái này chắc là nó đến từ Trung Quốc. Đó, nguyên thùng của nó đây này các bác này. Đó. Em đẩy lại xem có nó có chữ nghĩa ở chỗ nào không. Đó, nguyên thùng của nó đây này. Thì nó có cái chữ này này các bác này. Này. Asin này. Asin Techco này. Đó. Asin Techco nha các bác. Số điện thoại đây 032 gì đây 8166725. Đây, em cho các bác xem cái vế bên này. Đó, hàng mới thì nó nguyên thùng thì nó có tem mác như nào mình cho các bác xem thế. Đây, chỗ này thì toàn chữ Hàn này. Đó, chắc là xuất khẩu sang Hàn Quốc hay thế nào các bác. Đó, chỗ bên này thì có cái tem này.
Đó. Sản xuất là tháng 2 âm mùng à gì đây? 24 tháng 5 năm 2022 này. Đó. Toàn bộ thông số ghi đây nhá, có chữ Hàn Quốc này. Sinh đốc gì này? Đó, chữ Hàn Quốc này, cái này là của Hàn Quốc nha các bác. Không phải của Trung Quốc đâu. Cái này của Hàn nha các bác. Đó, em mới đầu em tưởng của Trung Quốc nhưng mà không phải. Cái này của Hàn Quốc. Asintech à, này. Nghe cái chữ Asin này, Asin xin này là tưởng Trung Quốc nhưng mà lại thấy hóa ra của Hàn nha các bác. Cái này của Hàn Quốc. Nam châm các bác có thể chế thành chốt cửa nha các bác. Quay sang bên này. Quay sang bên này thì em giới thiệu đến cho các bác mấy con bơm này. Đó. Mấy con bơm này nhé các bác. Thì bây giờ em sẽ view từng con một. Đó, mới mới thứ em view một con cho các bác nhé. Em có tổng cộng có tận 3 con, 3 4 con đó. Thì đầu tiên view cho bác cái con này. Đó. Con này là con bơm từ nha các bác. Đó, hai dòng bơm từ này, con này điện 3 pha, công suất của nó là 0,26 kW tức là 260W nhé. Con này chạy điện được điện 3 pha 220V này. Đó. Đây. Lưu lượng bơm của nó là nó ghi bên này nhé các bác. Lưu lượng lơm bơm ghi này, bơm cao tối đa là 9,5 mét này, lưu lượng là 70 lít một phút này. Đó, 70 lít một phút đến thì cái thương hiệu Uonchem này. Đó. Bây giờ em sẽ test cho các bác con này nhé. Cái gen này là gen 34 nha các bác, gen 34 luôn. Đó. Thì em có hai con này, giá 1,2 triệu một con. Con này hình thức đẹp hơn nhưng mà mất nắp, con kề là hình thức xấu hơn một chút nhưng mà còn nắp. Đó. Bác nào lấy con nào cũng được nha các bác. Đó. Bây giờ em sẽ test cho bác con này. Thì do nhà em không có điện 3 pha thì em test điện điện 1 pha cho các bác nhé. Điện 1 pha gắn tụ. Đó, thông báo với các bác là như thế. Test cho nó chạy thôi chứ còn về các bác phải chạy điện 3 pha nhé. Đấu 1 pha như này là nó đang bị mất công suất nhé các bác. Đó, chạy khá là ngon nhé các bác. Còn em còn đang chưa biết nó quay ngược hay quay xuôi. Quay xuôi. Đó. Đó, giá em bán là 1,2 triệu một con nhé các bác. 1,2 triệu một con. Đó, con này là 1,2 triệu này. Bác lấy con nào cũng được. Con này là 1,5 triệu này. Cho bác xem nhé. Con này thì nó của Nhật. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là công suất nó lớn hơn. Giá nó cao hơn nhé các bác. Đấy, con này thì nó đến từ cái thương hiệu Uikaki này. Yokoki là của Nhật nhé. Made in Japan ở đây này, ở cái góc mãi góc dưới này các bác này. Này mãi góc dưới này là Tokyo, Japan này, nằm ở đây nhé các bác. Con này thì em đọc thông số cho các bác này. Ủa cái con này thông số bơm cao với các thứ nó bị mờ rồi nhé các bác. Thế để em lấy con kia đi em đọc cho các bác đi. Đó con này nó hơi bị mờ, mờ mất thông số rồi. Đó. Con này là của nó là bơm tốc độ tối đa là 135 lít một phút này. Bơm cao tối đa là được 11,7 m này. Công suất con này là điện 3 pha 200V này. Công suất là 365W này. Đó, đó là những cái thông tin của nó nhé. Uikaki sản xuất tại Nhật Bản rồi. Tokyo, Japan. Đó, bây giờ em sẽ test nhé. Con này em bán giá 1,5 triệu này. Đó. Thì do cái con này em đấu tụ sẵn rồi. Em test con này luôn. Đây. Đó. Thì em test cho các bác là con là bao cho các bác là nó vẫn chạy bình thường thôi. Chứ còn test thì nó đúng ra như thế này, nó không phải là test là chỉ thử 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 bơm thôi nhé các bác, chứ chưa gọi là test. Nó không có nước mà nó rung các bạn. Đấy. Để em đổ ít nước vào đây nhé các bác.
Đó, bây giờ em đổ nước vào em test cho các bác này. Đó. Đây nha các bác, em đổi sang con này nó vẫn kêu thế này, không biết lý do gì này. Đó. Để em kiểm tra lại cái củ bơm này nha các bác. Lần sau em sẽ test cho các bác con này. Đó, nó hơi kêu kêu nha các bác. Đó. Quay sang con này. Con này em bán với giá là bao nhiêu tiền nhỉ? Các bác cứ xem con này cho em nhé. Sau đó em báo giá sau. Đó. Đầu tiên em giới thiệu đến cho bác hai cái con hộp số này. Đó. Để cho các bác xem nhé. Em lần đầu tiên em bán cái con này. Con này tỷ số chuyền là 5/1 này, đổi góc này. Nó đổi góc đây nhá các bác. Đó. Quay ở đây này, quay ở đây là đằng đằng kia nó quay này. Đó. Đó. Em lần lần thôi nhá các bác. Đó. Còn này cá khá là đẹp này, nó đến từ cái thương hiệu này này, các bác có thể nhìn đây thì biết được là em thì không dành lắm này nhá các bác. Đó, Tomogawa này, chắc của Nhật này. Tomogawa, con này là con đầu tiên này. Giá con này là đổi góc là tỷ lệ 5/1 nhá. Em quay 5 vòng ở đây thì nó ra một vòng ở đây. Thì giá em bán là 500k. 500k một cái đổi góc này. Giá bán rẻ lắm, em mua được rẻ bán rẻ nhá các bác. Thì em kẹp cho bác cái đầu cốt này thôi. Trục cốt này là trục cốt 22 nha các bác, trục cốt 22. Và cái lỗ cốt này. Đó, lỗ cốt này là lỗ cốt 18-19 này. Đó, 18-19 nhé các bác. Đó, thì nó có cái nút ở đây để các bác vặn này. Đây nó có cái nút này. Đó, các bác cái này thì bác không dành, nó chỉ là để vặn thôi. Sau đó các bác đậy lại nhé. Vặn để tháo cái khớp nối này ra nhé các bác. Đó, để vặn. Đó, giá con em bán là tỷ lệ 5/1 này là 500k này. Cái con này này. Cái con này cũng thế này. Cái con này là cũng 500k nhưng tỷ số chuyền con này của nó có 3/1 thôi nha các bác. 3/1. Thì cái con này của nó tem của nó đây. Đó. Không biết đến từ Nhật hay là từ gì, nó toàn chữ Tây này thôi, em không biết đâu. Các bác có thể chụp lại và xem lại nhé. Đó. Con này tỷ số chuyền là 3/1. Thì em đo cái đầu cốt này nha các bác. Đổi đầu cốt này là 16 này. Ồ, đo này khả năng không chính xác. Do cái thước kẹp của em nó cái này nó hơi sâu nhé các bác. Em đo như thế này vậy. Đó, đầu này là đầu 20 nhé các bác, 20. Đó, bây giờ đo đầu này. Đầu này là 18-6 này. Đó. Em không dành về cái món này nhé. Cái này tỷ số chuyền 3/1 này. Em cũng bán giá 500k nhé. Đổi hàng đổi góc như này. Đó, 500k con này bằng nhôm, full nhôm nhé các bác, nặng lắm. Đó, em có hai con này. Đó, em đo kích thước sơ sơ một chút cho các bác nhé các bác. Đấy, em đo cái con này trước này, cái con to to nặng nặng hơn này, nó chiều này nó 15 này, chiều này của nó cũng 15 này, cái con này chiều này của nó cũng 15 này, chiều này của nó cũng 15 nhé. Nó coi con này nó tròn thì nhìn nó cảm giác nó bé hơn nhé, thực tế nó cũng giống nhau. Con này thì nó thiết kế vuông vuông. Đó, 500k một con. Con bơm này bán bao tiền nhỉ? Tiếp tục nha các bác, em giới thiệu đến cho các bác cái con bơm này. Để em bê lên cho các bác xem nhá. Đó, thông số của nó đây nhá, điện áp của nó là từ 3000 cho đến 3600 này. Đó.
3 pha 200 cho đến 230V đều được nha các bác. Con này sản xuất tại Đài Loan là Made in TVK này. Đó, cái chỗ này thì toàn tem Nhật thôi này. Đó, toàn này chỗ này tem chắc Đài Loan xuất sang Nhật đấy các bác. Đó, 3 pha 200V hoặc 230V đều được nhé. Cái chỗ này, cái thông số của chỗ này nhé các bác. Các bác xem kỹ một chút cái chỗ này nhé. Thì bên này nó ghi là 450W này, 3 pha 220V cho đến 460V đều được này. Đó, bên này thì ghi kỹ hơn này, 200, 230V, 346 đến 400V này. Đó, công suất có thể lên đến 670W nhé các bác. Đó, bên này thì ghi là 450, bên này ghi là 670W này. Đó, Made in TVK này. Đó, các bác chụp lại màn hình check giúp em cái nhá. Đó, bây giờ em sẽ test cho các bác nhé. Con này nó là bơm cánh inox nha, buồng bơm inox. Cái gen này này, gen này là gen... gen này là gen 34 nha các bác. Đây, hai cái đầu gen này là gen 34 hết. Gen phổ thông đó các bác. Đó, con này nó công suất nó khá lớn nên em test cho nó bằng một cái con tụ này thôi nha các bác. Xem sợ nó phụt nước ở đây nó bẩn này. Test cho các bác cái nha. Đó, bắt đầu em bắt đầu test này. Ôi, chạy khá là ngon nhé các bác. Nước nó phụt phụt lên đây, nó bắn tung tóe, nó phụt lên đây nhé. Các tụi em test thế thôi, nó chạy bình thường nhé các bác. Đấy, nước nó bẩn quá. Đó, con này em bán giá 1,5 triệu này các bác này. Em có 2 con. Đó, hôm nọ có 3 con thì đi 1 con rồi còn 2. Quay sang bên này giới thiệu đến cho bác cái quạt này này. Em còn vài cái này, bán nốt này. Còn 5 cái nữa là hết nha các bác. Bác nào mua, tranh thủ mua đi. Cái này em cũng không còn nhiều đâu. Cái quạt này là của hãng Tokmo của Đài Loan này. Made in Taiwan luôn nha các bác. Con này công suất của nó từ 90 cho đến 120W tùy theo tần số nhé. Nếu mà 50 hạt thì nó 90W, nhưng mà 60 hạt thì là 120W này. Con này nó chạy điện AC từ 208 đến 240V đều được nhé. Có nghĩa là các bác ở khu vực điện yếu chạy vẫn vô tư này. Nó có cả ghi cái độ ồn này là 63 decibel này đến 65 decibel này các bác. Đó. Đó, cái con quạt này thì em bán với giá 600k nhé các bác. 600k con này. Đó. Bây giờ em đặt ở đây để đo kích thước cho các bác một chút nhé. Quạt này em bán nhiều lần lắm không? Kích thước của nó dài 55cm chưa tính motor này. Đó, bề ngang này của nó nhé các bác. Bề ngang này của nó là 19cm. Chiều cao này là 15 mà. Đó. Test nhanh cho các bác một chút nhá. Con này thì nó chạy là khá là êm. Nó thuộc dạng siêu êm và cái gió nó đi chéo chéo như thế này nha các bác. Nó không đi thẳng đâu. Đó, báo trước với các bác thế nhá. Là do người ta thiết kế cái cánh nó, cái cánh hướng gió là nó hơi cong cong, đâm ra là nó sẽ đi chéo nhá. Đó, nó đi chéo lên như thế này này các bác này, chéo lên như thế này. Đó. Đây em test này. Đó, nó chạy khá là êm nhá các bác. Em không có cái gì để cho vào đây để gió gió cho các bác ấy. Nhưng mà nó chả quan trọng lắm. Đó, em đưa mic vào đó các bác. Đó, em để lên trên này nhá, để lên trên này thì khá là êm này. Đó, để khá là êm nha các bác. Đó, giá con này em bán 600k nha các bác. 600k cho con này. Và cái sản phẩm cuối cùng em muốn giới thiệu đến cho các bác hôm nay là hôm nay em về được 3 cái con quạt này này. 3 con quạt này nha các bác, 3 con quạt lọc vỏ bằng nhôm này. Kích thước của nó em đo cho các bác nhá. Ra đây bà xã em ghi rồi này. Ở 60 x 56 x 14 này, em đo lại nhá. Đo lại cho các bác cho nó sinh động trực quan này. 60 này. Đó, chiều đo chiều này nhá các bác. Đo trên này cũng thế là vẫn 60 này. Chiều này này. Chiều này em đo chiều này nhá các bác. Đo chiều này cũng là 60 nhá các bác. Đó, đo chiều này cũng là 60. Nếu mà đo ở trên thân này thì là 56 này. Đó, cho thân này là 56 nhá. Đó, và chiều cao của nó là 14 cm. Cao này là 14 này. Đó, 14 cm nha các bác.
Giá cái quạt này em bán giá 1.100.000 nhá. Đó, cái quạt này thì nó có cái sơ đồ ở đây này các bác này. Đó, điện electric một pha 220V 50Hz này. Power input từ 20 cho đến 60W này. Nó nặng 10kg này. Đó. Nó đến từ cái thương hiệu ICT Enco Enco này. Đó, những cái này là những cái gì thì toàn chữ Hàn thôi. Đây nó có một cái nắp chắn inox này, em tháo ra cho các bác xem này. Đó, cái này bằng inox nha các bác, rất là xịn sò nha. Cái này đáng mấy trăm nghìn này. Rất là xịn này. Bộ cánh này của nó là bằng nhôm nha các bác. Bộ cánh này bằng nhôm nha các bác. Riêng bộ cánh này thì em bao các bác là hàng cực xịn, bằng nhôm luôn. Đó, bây giờ em sẽ đậy lại và test cho các bác nhá. Đó, thôi bỏ ra để test luôn đi. Bây giờ em sẽ ghim điện em test cho các bác nhá. Và tiện đây là hướng dẫn các bác cách luôn cách sử dụng cái quạt này. Bộ dây điện của nó đây nhá các bác. Đó, bộ dây rất là ngon nhá, dây rất là dài, dây đi zin luôn theo máy này. Về không, các bác không cần phải độ chế gì nữa này, em ghim điện này. Đó, bắt đầu điện vào rồi nhá, quay luôn này. Quay luôn tức thì này các bác. Đó. Thì cái quạt này nó là cái quạt điều khiển, nó cũng điều khiển như mọi lần thôi nhá các bác, nó rất dễ điều khiển. Đó, đầu tiên là các bác để ý cho em này. Đó, gạt cái nút này về chế độ low cần này nha các bác, bởi vì không có remote, để lên remote là không điều khiển được nhá. Cái quạt này thì nó điều khiển theo vòng số vòng quay nhá các bác. Đó, nó đang quay này. Quay rất là tít nha các bác. Nó đang quay ở cái tốc độ 900 vòng này. Nó đang vẫn đang tăng tiếp này. Đó, em để lên đùi này để cho các bác nhìn cho nó dễ nhá. Đây là cho các bác xem thông số của nó này. Một pha 220V này, 50 hoặc 60Hz này. Nó đến từ cái thương hiệu gì đây? ICTN này, đó. Toàn chữ tiếng Anh thôi, em không biết đọc đâu. Đó, bây giờ nó lên đến 980 này, nó đang đứng ở 980. Bây giờ em cho tăng hết tốc độ xem nó là bao nhiêu nhá các bác. Xem maximum nó là bao nhiêu nhá các bác. 1.300 này. 1.400 này. 1.500 là tối đa nhá các bác. Đó, bây giờ nó đang chạy tốc 1.500 nhá. Gió thổi xuống dưới này rất là mát này. Đó, tốc nó đang tăng dần lên 1.500 nhá các bác. Hết công suất của nó là 1.500 vòng một phút. Nhưng mà chạy ở cái tốc độ 1.500 này nó bắt đầu nó hơi ồn ồn một chút rồi nha các bác. Đó, cái tiếng gió bắt đầu hơi ồn rồi nha các bác. Đó. Em để tay ở đây thấy gió nó hút vào rất là mạnh này, thổi ra dưới này. Thổi qua lọc nha các bác. Bây giờ giảm tốc độ nha các bác, giảm tốc độ cứ ấn vào đây này. Và các bác ấn núm mút tên này là nó xuống này. Giữ vào đây là nó xuống mới nhanh hơn này. Em cho nó giảm về 500 nha các bác. Đó, ấn này cái là nó giảm này. Đó, nó đang giảm đó. Đó, bây giờ là nó chạy khá là êm rồi. Bây giờ các bác tắt nha, em hướng dẫn các bác cách tắt này. Bác ấn vào đây 2 lần này. Sau đó ấn mũi tên này xuống này. Nó nổi chữ off rồi ấn đây cái này. Đó, thế là tắt rồi nha các bác. Đó, thế là nó tắt rồi đó. Nó đang tắt đó. Đây em cho các bác xem cái lọc của nó nhé. Đấy, cái lọc của nó vẫn trắng tinh trắng muốt như thế này nha các bác. Đấy, quạt thì em nghiêng đi nghiêng lại mà nó chả có tiếng động tiếng kêu gì đâu. Thì bây giờ em cho các bác xem cái thông số của cái lọc nha các bác. Đây, thông số của cái lọc đây này các bác này. Đấy, em vần từ nãy giờ nó vẫn đang quay đây này các bác này. Thông số của cái lọc đây nha các bác. Đó. Nó lọc đến 99,99% cái lọc và cái bụi 0,1 micron nha các bác. Đó, nó ghi là như thế nha các bác. Đó. Petex P
Fisher này, nó lọc đó. Con này thì nó hơi móp móp một chút nha các bác, nó hơi móp móp một tí chỗ này này. Nó do bãi người ta quăng nha các bác, còn hai con kia thì nó không móp. Đó. Thì bác nào lấy trước thì được hai con không móp nhá. Bác nào lấy sau thì phải lấy cái con móp móp này, nó móp móp một xíu cái chỗ này. Đây em báo các bác rồi nhá, đâu nhở cái chỗ móp móp đâu. Đây cái chỗ này. Đó, nó móp móp một xíu cái chỗ này. Đó. Đấy, hàng nguyên bản của nó là nó có cái nắp này, nó đậy vào này, em tháo ra cho các bác xem mà. Đó, rất là xịn nhá. Cái này bằng inox nhá các bác, bằng inox rất là xịn nhá. Không đùa được đâu. Cái này rất là đáng tiền này. Đấy, em chưa bao giờ nhìn thấy cái quạt nào mà nó lại có cái nắp đậy xịn như này nhá các bác. Bằng inox. Đó, quạt điều khiển nhá, quạt lọc điều khiển luôn nhá các bác. Và nhắc lại các bác nhá, con này em bán với giá là 1.100.000 nhá. Có 1.100.000 thôi, rất là rẻ. Đó. Kích thước của nó là 60x60 là lọc, thế còn kích nước trên quạt là 60x56. Lọc là vuông 60x60 nhá các bác. Đó, giá là 1.100.000 một con. Và đây là cái sản phẩm cuối cùng em mới giới thiệu đến cho các bác rồi. Các bác mua được cái gì thì liên hệ với em qua cái số video em để trên này nha các bác. Là cái số Zalo hoặc là điện thoại đều được. Và cuối cùng là em chúc các bác xem một cái video của em thật là vui vẻ. Và hẹn gặp lại các bác ở video lần sau. Thân ái chào tạm biệt các bác.